Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Sơn Trà. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm và chúc Tết gia đình thương binh 1/4 Trần Công Ty và thương binh 1/4 Đặng Ngọc Sảo, cùng trú tại phường An Hải Bắc. Tại hai gia đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn thương binh Trần Công Tiên và Đặng Ngọc Sảo tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, động viên con cháu trong học tập, làm việc, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc hai gia đình đón Tết đầm ấm, năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.